Bella Vũ khám phá thắng cảnh ở Quy Nhơn, Bình Định. Hoa hậu nhí Bella Vũ lặn biển Kỳ Co, chèo thuyền ngắm cảnh hòn khô và dạo chơi, chụp ảnh với thiên nhiên hoang sơ tại Eo Gió, khi tới Quy Nhơn, Bình Định. Bella Vũ cho biết cô bé mới có chuyến du lịch 5 ngày ở thành phố biển miền Trung, sau khi dự chung kết Miss World Việt Nam 2023. Trong ảnh, Miss Ecotin International 2021 tạo dáng trên cung đường đi bộ ven biển tại Eo Gió. Con đường này được tạo nên từ hàng nghìn bậc thang xếp dài, có lan can giữ an toàn cho du khách. Đứng ở đây, phóng tầm mắt ra xa, em cảm thấy choáng ngợp khi được ngắm cảnh thiên nhiên hoang sơ. Kỳ vĩ, đẹp như tranh vẽ, Bella Vũ nói. Eo Gió thuộc địa phận xã Nhân Lý, cách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 20 km. Đây là điểm du lịch nổi tiếng, hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp của eo biển xanh, bao quanh là những dãy núi đá cao với nhiều hình thù lạ mắt. Bella Vũ ngồi treo leo trên một tảng đá lớn, ngắm cảnh mây trời, nước biển trong xanh, những con sóng rì rào vỗ vào bờ đá. Dưới làn nước xanh trong vắt là những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội giữa các rặng san hô đầy màu sắc. Theo Bella Vũ, đến Eo Gió vào buổi sáng sớm, nằm ngả lưng thư thái trên những phiến đá to, bằng phẳng và ngắm nhìn cảnh bình minh lên là một trải nghiệm tuyệt vời. Khó quên. Hoa hậu 15 tuổi thích thú chèo thuyền súp, vi vu ở Hòn Khô, nơi có phong cảnh hoang sơ, khí hậu trong lành, mát mẻ. Hòn Khô cách đất liền khoảng từ 10 đến 15 phút ngồi cano. Nơi này được bao bọc bởi nước biển trong xanh, ngồi trên thuyền cũng có thể nhìn rõ những rạn san hô, trong rêu đung đưa bên dưới. Sau khi đến Hòn Khô, Bella Vũ tranh thủ ghé thăm thành cổ thuộc vùng biển xã Nhơn Hải, cũng là một trong những địa điểm du lịch thú vị ở Quy Nhơn. Hoa hậu nhí cùng các du khách đi bộ trên bức tường thành cổ nổi lên giữa biển, lúc thủy triều xuống. Bức tường dài khoảng 3 km, chất liệu xây dựng nó vẫn là điều bí ẩn. Bella Vũ và anh trai Oscar lần đầu được trải nghiệm lặn biển ở Kỳ Co. Hai anh em không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đại dương mà còn tranh thủ nhặt rác, gỡ lưới đánh cá mắc vào những rạn san hô. Hoa hậu nhí cho biết cô bé đã có bằng lặn biển bằng bình khí và lặn tự do không bình khí chuyên nghiệp, theo chuẩn quốc tế. Bella Vũ có thể lặn sâu hơn 20m, trong gần 2 phút, không có thiết bị thở. Cảm giác được bơi, lặn dưới lòng đại dương khiến em thấy rất tự do, bay bổng. Em đã có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều loài sinh vật biển như san hô, ốc, sao biển, các loại cá lớn, nhỏ và khám phá những bí mật dưới đáy biển. Bella Vũ nói. Bella Vũ ngồi chơi trên xích đu dựng giữa biển Kỳ Co. Địa danh này cách trung tâm thành phố Quy Nhơn hơn 20 km về phía đông nam. Đây được coi là một điểm du lịch lý thú nhất tại Quy Nhơn với hai mặt giáp núi và một mặt giáp biển. Theo Bella Vũ, Quy Nhơn có khí hậu ôn hòa thế nên du khách có thể đến đây vào bất cứ thời gian nào trong năm. Tuy nhiên, từ tháng 2 đến tháng 8 là lúc thời tiết mát mẻ, ít mưa, dễ dàng cho việc đi lại, tham quan, vui chơi hơn. Sau chuyến du lịch, khám phá cảnh đẹp Quy Nhơn, Bình Định, Bella Vũ vừa di chuyển ra Hà Nội để chuẩn bị đi Hà Giang trao quà cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.